Nghĩ đến đồng hồ đeo tay thông minh ý, thì mình thấy là cũng rất là nhiều bạn nghĩ rằng là cái việc mua đồng hồ đeo tay thông minh nó khá là khó khăn, bởi vì giá đồng hồ đeo tay thông minh ở Việt Nam vẫn tương đối cao. Ví dụ như bây giờ giá của Apple Watch thì ít chúng ta cũng phải bỏ ra tầm khoảng 6 triệu để mua một cái Apple Watch SE, đúng nào? Hay là nếu mà cao hơn thậm chí là cả chục triệu, vài chục triệu để mua một cái Apple Watch nó tầm cao hơn. Đấy, còn nếu mà những cái sản phẩm khác ví dụ như là của Huawei chẳng hạn thì cũng đã tầm khoảng 6-7 triệu rồi. Hay là Amazfit thì cũng thuộc dạng gọi là đồng hồ thông minh giá rẻ đấy, thì cũng phải 3-4 triệu, đúng không ạ? Thế thì bây giờ nếu mà tầm khoảng dưới 1 triệu, chính xác ra nó rơi khoảng 690.000 đồng, thì chúng ta sẽ có cái mẫu đồng hồ đeo tay thông minh nào? Đấy, thế thì mấy cậu em ở bên trong phòng mình thấy là bọn nó đặt ở trên Shopee với cả trên TikTok Shop ấy, thì có một cái mẫu đồng hồ đeo tay thông minh của Mokato. Đấy, thì mình bảo là đặt luôn cả hai cái, tại vì là giá nó rẻ quá, có 690 thôi. Đấy, thì đây là mẫu đồng hồ đeo tay thông minh Mokato Stack P9W Max. Đây là cái tên gọi của nó. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ nốt ra cho các bạn tất cả những ưu nhược điểm của cái mẫu đồng hồ này. Bởi vì mình cũng đã nói rồi, đấy là không có cái gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả. 690.000 chúng ta sẽ được một cái mẫu đồng hồ đeo tay thông minh như thế nào? Thứ nhất đó là nó có thiết kế kim loại này. Như thế gọi là sang trọng trong tầm giá rồi chứ, đúng nào? Nó có khả năng nghe gọi, kháng nước kháng bụi là IP68. Đấy, thôi. Nói thế thì nó sẽ lộ ra hết, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào từng phần một cái đã. Đầu tiên là cái phần hộp này thì mình thấy là đóng gói rất là cơ bản thôi, nhưng mà được cái là rất đầy đủ thông tin, chữ viết rất rõ ràng ở phía sau. Đầy đủ thông tin từ việc là khối lượng như thế nào, rồi là màn hình bao nhiêu, độ phân giải như nào, pin như nào, Bluetooth bao nhiêu, IP bao nhiêu. Xin lỗi vừa nãy đọc nhầm là IP68, thực ra đây là IP67. Thế thì ở bên trong hộp này nó sẽ có một cái sạc. Đây sẽ là sạc nam châm nha các bạn nhé, chứ không có sạc không dây đâu. Bởi vì cũng nói luôn đấy là với cái tầm giá rất là rẻ như này thì sẽ không có sạc không dây không giết gì đâu. Cái khối lượng của cái mẫu đồng hồ này thì nó rơi vào khoảng 49g, rất là nhẹ nhàng để cho mình đeo trên tay, thực sự là quá nhẹ nhàng luôn. Thì mình thấy là cái này nó sẽ rất là tiện cho những bạn nào mà đeo đồng hồ khi mà chúng ta đi tập luyện thể thao ấy, bởi vì chúng ta sẽ ưu tiên cái khối lượng nó phải nhẹ nhàng. Cái size mặt nó là khoảng 45mm thì mình thấy là nó sẽ phù hợp với các bạn nam giới hơn, cả nữ giới nhưng mà đeo vào nó sẽ hơi to đấy. Đấy, và độ dày thì sẽ rơi khoảng 11mm, mình thấy là cái sọc này nó hơi dày. Đấy, đấy, nhưng mà được cái là cái cảm giác đeo từ cái khối lượng này rồi cảm giác đeo thì mình thấy là khá là ổn. Chất liệu thì quá ok nhé các bạn nhé. Chất liệu thì là kim loại luôn rồi. Còn mình cũng nói luôn đấy là với cái phiên bản màu bạc như này, các bạn nhìn thấy không ạ? Thì cái dây nó sẽ là màu bạc, phiên bản màu đen thì dây nó sẽ là màu đen. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể thay đổi các cái loại dây này cho nhau được. Đấy, chúng ta đổi sang cái này cũng rất là dễ dàng thôi. Cái tai dây này thì nó sẽ rơi khoảng 20mm, khoảng 2cm. Chúng ta có thể có một cái nẫy ở đây này, chúng ta kéo nó ra phát là được thôi. Rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Cái khóa như này thì mình thấy là cái cách làm khóa này nó rất là giống về Apple Watch ấy, về cái cách mà chúng ta đeo. Còn tất nhiên về dây đeo và về khóa này không thể so về Apple Watch được. Ok, phía sau này chúng ta sẽ có các cảm biến để đo về nhịp tim, đo nồng độ oxy trong máu các thứ nữa. Tuy nhiên là độ chính xác như nào thì lát nữa thôi mình sẽ nói cho các bạn. Màn hình ấy thì ở đây nó sẽ là màn hình 1.69 inch. Màn hình này về cơ bản là cái kích thước mình thấy là cũng khá là ổn rồi, đủ để chúng ta có thể đọc được các thông tin tương đối là rõ ràng ở trên cái đồng hồ này. Tấm nền của nó chỉ là TFT thôi nhé, nhưng mà mình thấy là khi mà mình nhìn vào cái mặt đồng hồ này thì góc nhìn của nó không đến nỗi tệ đâu. Bởi vì là mình thấy là rất là nhiều những cái đồng hồ mà tấm nền TFT thì cái góc nhìn nó sẽ rất là tệ, chúng ta chỉ nghiêng đi thôi là nó sẽ bị cháy hết. Nhưng mà đối với sản phẩm này thì mình không thấy hiện tượng đó xảy ra. Và thậm chí là cái độ sáng của nó không đến mức độ quá tối đâu. Lúc đầu mình nghĩ ôi màn hình TFT thì chắc là ra ngoài trời nắng nhìn nó sẽ tối lắm nhỉ. Đấy, nhưng mà thực sự là không tối đâu. Độ phân giải sẽ là 240 nhân với cả 280 pixel. Đấy, nên là mình thấy là đồng hồ này nhìn màn hình cái thứ tương đối là sắc nét đấy chứ. Các bạn cứ trải nghiệm thực tế đi là các bạn sẽ thấy thôi. Còn về những cái trải nghiệm thông thường nhá thì mình thấy là nó không được quá mượt mà. Đấy, tuy nhiên là nếu mà chúng ta vuốt như này, cứ vuốt bình tĩnh thôi thì nó không bị chậm đâu. Đây, các bạn nhìn này. Đấy, nhưng nếu mà chúng ta vuốt nhanh đấy thì nó sẽ xảy ra hiện tượng bị delay. Đấy, đây là cái điểm mà chúng ta phải chú ý. Ở trên cái đồng hồ này thì còn có hai cái điểm nữa mà mình chưa nghĩ lắm. Đấy là cái phần viền dưới này nó sẽ dày hơn cái phần viền trên. Đấy, tuy nhiên là thực ra gọi là mình chưa hài lòng với cái tầm giá cao thôi, chứ còn với cái tầm giá này mình lại phải nhắc lại một lần nữa, đấy là cũng khó đòi hỏi hơn được. Còn cái núm vặn này nhé các bạn nhé, chúng ta sẽ có cái chức năng đấy là bách lại và tắt cái màn hình đi. Đấy, tuy nhiên là nó sẽ không xoay được. Và nếu mà bạn hỏi là nó có on on display không thì câu trả lời là không nhé các bạn nhé, không có on on display đâu, vì giá rẻ mà làm sao mà có cái đó được.
nãy tí quên không nói. Đây, bên trong này chúng ta sẽ còn có cả sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt nữa. Nghĩa là đây là một hàng chính hãng nhé bạn nhé. Hàng chính hãng, được bài chính hãng luôn. Vậy là với mức giá này nó lại càng là một cái ưu điểm nữa. Thiết kế thì cái mặt đồng hồ này là mặt mà đồng hồ nó hơi cong nhẹ một chút. Đấy nên khi chúng ta vuốt vào, chúng ta sẽ không cảm thấy nó bị cấn tay. Còn đây mình sẽ cho các bạn xem nào, nó sẽ có những tính năng gì. Đếm số bước chân khá chuẩn. Tiếp tục nữa, theo dõi được giấc ngủ ở đây, thậm chí là theo dõi được cả ngủ nông ngủ sâu. Đấy, ví dụ như là đêm qua mình ngủ tầm khoảng 5 tiếng 44 phút thì nó cũng hiển thị ở đây luôn. Các bạn nhìn thấy không ạ? Ví dụ như là ngủ nông là bao nhiêu này, ngủ sâu là bao nhiêu này. Để tiếp tục nữa nào, đo nhịp tim ý, thì mình sẽ lấy thêm một cái Apple Watch ra để mà mình so sánh làm tham chiếu để xem là cái đo nhịp tim của nó có giống với Apple Watch hay không. Mình thấy là khá là chuẩn luôn, nó lệch có vài đơn vị thôi. Đây các bạn có thể nhìn thấy trên hình luôn là mình đeo cùng lúc cả hai cái đồng hồ và mình đo luôn để cho bạn xem. Rồi tiếp tục nữa nào, ở đây thì nó còn có cả hiển thị về thời tiết các thứ nữa này. Thời tiết là ghi nhiệt độ theo thời gian thực luôn nhé. Ví dụ như bây giờ là nhiệt độ chỗ mình bây giờ đang là khoảng 16 độ C này, ghi rõ luôn này. Và cũng có thể sử dụng cái đồng hồ này để mà chụp ảnh. Đấy, nhưng mà mình không sử dụng bao giờ cả. Đấy, và cũng có thể sử dụng cái đồng hồ này để mà chúng ta bật phát nhạc, ví dụ như pau bài rồi là nếch bài, bách lại bài, tăng giảm âm lượng ở trong trình phát nhạc. Đấy, đại loại là nó sẽ có một số những tính năng đó. Tuy nhiên là không có cái gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả. Bây giờ thì mình sẽ nói qua một số các cái nhược điểm của mẫu đồng hồ này. Thứ nhất đó là cái mẫu đồng hồ này nó có nghe gọi. Đấy, tuy nhiên khi mà chúng ta nghe gọi thì nó sẽ biến trở thành một cái loa Bluetooth. Đại loại là như này, các bạn thì dễ hiểu nhá. Đấy là nếu mà có người gọi điện đến đây, mình nghe bằng đồng hồ, mình trả lời trực tiếp trên đồng hồ thì không sao. Nhưng nếu mà mình nghe bằng điện thoại thì đáng lẽ ra nó phải chuyển qua cái loa thoại của cái điện thoại này. Nhưng không, nó sẽ chuyển luôn ra loa ngoài của cái đồng hồ này. Và chúng ta sẽ phải mất thêm một cái thao tác nữa để chúng ta chuyển lại từ cái loa của đồng hồ sang loa của điện thoại. Đấy, thì như thế thì mình thấy nó hơi bất tiện. Giống hệt với việc là mình kết nối vào một cái mẫu loa Bluetooth ấy, chứ không phải một cái mẫu đồng hồ. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là về tiếng Việt thì cũng rất là nhiều người quan tâm tới. Thì cái đồng hồ này nó đọc được tiếng Việt, nó không bị lỗi phông tiếng Việt. Tuy nhiên là nó bị cái lỗi xuống dòng ở trên cái đồng hồ. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa đó là ở trong app khi mình kết nối này thì nó dịch nó không được chuẩn. Ví dụ như là theo dõi giấc ngủ của mình là 5 giờ 44 phút nhá. Ở đây trên app thì nó được ghi thành là bước chân. Đấy, các bạn hình dung được không ạ? Tất nhiên mình vẫn có thể hiểu được là cái nội dung ở bên trong này nó viết là gì, nhưng rõ ràng là cái việt hóa như này là sẽ khiến cho nhiều người ta không thích. Đấy, đấy cũng là cái điểm mà mình phải nói luôn. Tiếp tục nữa nào, về các chế độ luyện tập thể thao ấy, thì các bạn sẽ thấy là những cái đồng hồ đắt tiền cỡ mấy triệu nó toàn mấy trăm chế độ luyện tập thể thao, nhưng mà cái đồng hồ này nó chỉ có 7 chế độ luyện tập thể thao thôi. Đại loại là các bạn có tưởng tượng là chúng ta sẽ có các cái cơ bản chạy hay là đi bộ cái thứ thôi, chứ còn những môn thể thao mà gọi là khó hay là hiểm hóc cái các thứ là nó sẽ không có. Cái đồng hồ này thì nó sẽ đọc được tất cả thông báo của tất cả các app luôn. Đấy là cái điểm mà mình cảm thấy thú vị. Bởi vì có một số những đồng hồ thậm chí của Huawei đắt tiền không đọc được tất cả các thông báo đâu nhé. Thì cái đồng hồ này đọc được tất cả thông báo của tất cả các app luôn. Tuy nhiên là cái rung của cái đồng hồ này thì mình thấy là nó hơi yếu. Đấy, cái rung này nó hơi yếu. Còn tất nhiên là nếu mà để ở trên cổ tay như này thì chúng ta đeo liên tục như này thì khi mà rung chúng ta vẫn có thể cảm nhận được, chứ nó không giống như ở là điện thoại chúng ta đút ở trong túi quần. Thế xong rồi nếu mà rung lên thì nó vẫn qua một cái lớp quần nữa ấy. Nên đôi khi chúng ta không, nếu mà cái điện thoại nào mà nó rung nhẹ thì không cảm nhận được đâu. Nhưng mà đồng hồ chúng ta có thể cảm nhận được thấy ngay vì nó rất là gần, nó gần tay rồi gần cơ thể của chúng ta, đúng không nào? Về các cái tính năng đo đạc ấy thì mình thấy là cái đo nhịp tim này và đếm số bước chân là tương đối chuẩn, bởi vì là mình đã có Apple Watch ra để mà làm tham chiếu. Đấy, tuy nhiên là cái đo nồng độ oxy trong máu với cả đo huyết áp thì mình thấy là chưa chuẩn. Đấy, và nó chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi nhá. Cái này chúng ta cũng cần phải chú ý. Và có một cái điểm nữa, đấy là khi mà mình vào trong phần menu này, mình kéo xuống cái phần tìm điện thoại này. Đây, ví dụ như bây giờ mình không biết là điện thoại mình ở đâu, mình ở cái tìm điện thoại này. Đấy, thì nó sẽ không kêu, không phát ra rung hay là kêu gì ở trên điện thoại này. Đấy cũng là một cái nhược điểm mà chúng ta cần phải để ý đấy. Lúc đầu thì mình nghĩ là hay là mình kết nối với cả iPhone thì nó không kêu nhỉ. Nhưng không phải, khi mình chuyển cái kết nối sang điện thoại Android khác thì mình ấn cái nút tìm điện thoại này thì nó cũng không kêu luôn. Đấy, thì có gì là mình cũng sẽ chia sẻ luôn trong cái quá trình mà mình trải nghiệm cái sản phẩm này. Về pin thì nhà xuất công bố là tầm khoảng 7 đến 15 ngày. Đấy, tuy nhiên là trải nghiệm thực tế của mình thì nó sẽ rơi khoảng 3 đến 4 ngày. Thực ra là 3 đến 4 ngày thì mình nghĩ là
ở mức độ chấp nhận được đối với bản thân mình, vì là nó phù hợp trong một cái chuyến đi du lịch của mình. Nếu mình đi du lịch mình chỉ đi tầm 3-4 ngày thôi, hay là mình đi công tác cũng chỉ tầm 3-4 ngày là cùng thôi. Đấy, đi công tác thì chỉ một vài ngày. Đấy, thì mình thấy là với những chuyến đi du lịch hay là đi công tác của mình thì mình không cần phải mang theo sạc, chỉ cần sạc đầy pin xong rồi đi công tác cũng như là đi du lịch thoải mái luôn. Đấy, thì đấy cũng là mình nghĩ là cũng là một cái ưu điểm. Còn tất nhiên mình, các bạn cũng đã xem rất là nhiều những video mà mình đánh giá về các cái đồng hồ của các hãng khác, nhiều của Huawei hay Amazfit, thì kể cả nhà sản xuất có công bố là cả tuần đi chăng nữa thì khi sử dụng cũng chỉ tầm khoảng 3-4 ngày là cùng thôi. Với kháng nước là IP67 thì cái đồng hồ này nó có thể giúp chúng ta có thể đi bơi được. Đấy, nhưng mà bơi nhẹ thôi. Tuy nhiên vấn đề là ở đây là gì? Đấy là theo mình chúng ta sẽ không nên sử dụng nó để đi bơi. Vì thứ nhất, đấy là nếu mà vào nước thì có thể chúng ta sẽ không được bảo hành. Đấy, nhưng mà cái thứ hai nữa, đó là cái đồng hồ này thì nó có loa ngoài. Nên là nếu mà đi bơi thì mình nghĩ là chắc chắn là về lâu về dài cái loa đó nó sẽ bị rè. Nên thành ra là mình sẽ không khuyến khích các bạn mang cái đồng hồ này đi bơi. Còn với kháng nước IP67 nó sẽ tương đối thoải mái cho chúng ta trong vấn đề chúng ta khi mà chúng ta rửa tay các thứ ấy, hay là đi đường mà có trời mưa thì nó không phải quá quan trọng cái điều đó. Đúng nào. Tổng kết lại thì với cái mức giá chỉ rơi vào khoảng 690.000 thôi thì cái mẫu đồng hồ này nó sẽ có một số các cái ưu điểm. Đấy là thiết kế là sang trọng rồi, kim loại mà trong tầm giá này gọi là sang trọng trong tầm giá đấy. Màn hình lớn, có nghe gọi được, hiệu năng ở mức độ đủ dùng. Đấy, có tiếng Việt đọc được cái thứ. Còn tất nhiên những nhược điểm thì mình cũng đã nêu ra hết rồi. Các bạn có chấp nhận được những nhược điểm để đánh đổi lấy những ưu điểm của sản phẩm không? Hãy để lại comment cho mình biết nhá. Tất cả thông tin về cái mẫu đồng hồ này như nào, giá bán, các khuyến mại đi kèm, đặt ở đâu cái thứ mình đã để hết ở phía dưới phần ghi comment. Rồi, các bạn có thể kích trực tiếp vào để xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dây. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.